Chào mừng các bạn đã đến với lại góc bếp của Cẩm Thiên Long. Hôm nay Long sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện hai món ăn rất là dễ làm cùng với lại một loại dầu gia vị vô cùng đặc biệt mà Long rất thích và thường xuyên sử dụng để tăng thêm sự đặc sắc và thơm ngon cho các món ăn ở Đông. Đó chính là dầu mè thơm thượng hạng Tường An. Vì mùi thơm đặc trưng và những lợi ích tuyệt vời mà dầu mè thơm đem lại. Đây là một loại dầu rất là phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để sử dụng dầu mè thơm sao cho thật chuẩn. Nào, cùng vào bếp với Long và khám phá bí quyết đến từ dầu mè thơm thượng hạng Tường An nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với món đậu hũ xào thịt băm sốt cay. Đây là một món ăn đậm đà, phù hợp ăn chung với lại cơm nóng trong các bữa ăn của gia đình. Các bước thực hiện thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắt đậu hũ non thành những miếng vừa ăn và sau đó đem chiên vàng nhẹ cùng với lại dầu ăn Tường An Gold. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho khoảng 200g thịt heo xay nè, xào chung với lại một ít hành tím và tỏi băm. Rồi lúc này khi mà hành tím với lại tỏi nó đã vàng thơm rồi thì chúng ta sẽ cho phần thịt xay vào xào chung. Lúc này khi phần thịt heo nó đã chuyển sang săn lại và có mùi thơm thì chúng ta sẽ bắt đầu nêm vào đây 2 muỗng canh sa tế, 1 muỗng canh nước tương và tiếp theo sẽ là nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu hào và một thành phần không thể thiếu đó chính là dầu mè thơm, thì chúng ta sẽ nêm vào 2 muỗng canh. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước và nấu đều lên cho nó sạch. Các bạn là có thể tùy chỉnh để nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Bây giờ khi đã vừa ăn rồi thì Long sẽ cho cái phần tàu hũ vào và đảo đều cho thấm sốt trong vài phút. Lúc này thì cái phần tàu hũ nó đã thấm gia vị rồi và cái phần thịt nó cũng đã mềm. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái tàu hũ xào thịt này ra một cái dĩa. Bây giờ chúng ta sẽ rắc một ít hành, sắc nhuyễn và cuối cùng chúng ta sẽ rưới một muỗng dầu mè thơm lên trên để tăng thêm hương thơm cho món ăn. Với món ăn này, Long sử dụng dầu mè thơm Tường An được rang ép từ nguyên liệu 100% hạt mè tự nhiên, hoàn toàn không chất tạo màu, không chất bảo quản, không cholesterol và không trans fat. Món ăn thứ hai của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một món rất phù hợp với lại các bạn đang ăn kiêng, giữ dáng nhưng vẫn đảm bảo là giàu chất dinh dưỡng và rất ngon miệng nha. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện món cơm trộn cá ngừ đại dương kiểu Hawaii. Đầu tiên các bạn sẽ nấu cho cơm chính, sau đó trộn cơm với một cái hỗn hợp pha sẵn gồm 80ml giấm, 3 muỗng canh đường và 1.5 muỗng canh muối. Tiếp theo, chúng ta sẽ trộn hỗn hợp các loại salad tổng hợp cùng với lại sốt salad đã được pha sẵn gồm có 4 muỗng canh giấm balsamic, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh tiêu và 8 muỗng canh dầu ô liu Tường An. Và ở bước tiếp theo, cá ngừ tươi chúng ta cắt khối vừa ăn. Sau đó thì mình sẽ trộn vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh giấm gạo. Và bí quyết ở đây chính là dầu mè thơm. Các bạn nhớ hãy cho 2.5 muỗng canh dầu mè thơm vào nha. Ở đây, Long sử dụng dầu mè thơm thượng hạng Tường An với nguyên liệu thượng hạng được tuyển chọn từ những hạt mè chất lượng nhập khẩu 100%, giúp cho hương vị thêm đậm đà và hấp dẫn. Ở bước thứ hai, các bạn sẽ chuẩn bị những cái loại thực phẩm ăn chung theo sở thích như là bơ trái, đậu nành, dưa leo, củ cải đường và cà rốt thì cắt miếng vừa ăn. Cuối cùng, bày cơm ra tô rồi sau đó lần lượt sắp hết tất cả các nguyên liệu lên trên. Như vậy là Long đã hoàn thành xong hai món ăn đặc sắc của ngày hôm nay cùng với lại dầu mè thơm Tường An rồi. Mời các bạn hãy cùng Long thưởng thức món ăn này nha. Nhìn rất là hấp dẫn. Đúng là khi chế biến món ăn, đặc biệt là các món ăn ở Đông thì không thể nào thiếu dầu mè thơm các bạn ạ. Đây chính là chìa khóa để tôn lên hương vị tự nhiên của các nguyên liệu cũng như là làm tăng sự hấp dẫn và đậm đà cho món ăn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà các nền ẩm thực như là Hàn Quốc và Nhật Bản rất ưa chuộng việc sử dụng dầu mè thơm để làm tăng hương vị cho món ăn của mình. Ngoài hai cách mà Long đã sử dụng, các bạn có thể thay đổi đa dạng cách chế biến như dùng để trộn, ướp, ăn với súp, làm nước sốt, làm bánh, vân vân. Nhưng theo kinh nghiệm của Long, các bạn nên sử dụng dầu mè thơm thượng hạng Tường An để cho vào món ăn ở những bước cuối cùng, hạn chế đun nóng và nhất là không được sử dụng dầu mè thơm để chiên rán nha. Có như vậy thì mùi thơm
và các chất dinh dưỡng bên trong dầu mè thơm mới được giữ lại một cách trọn vẹn nhất. Hướng dẫn sử dụng chi tiết của dầu mè thơm Tường An được in ở mặt bên của chai. Các bạn nhớ hãy xoay qua và đọc kỹ trước khi chế biến để có những món ăn chuẩn thơm ngon và tròn vị nha. Cuối cùng, xin chúc các bạn thành công với lại hai món ăn của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.